Dương Mịch lộ nhan sắc đơ cứng, mũi biến dạng, năm xưa bị Trịnh Sảng đá xéo là đúng. Mới đây, Dương Mịch khiến cộng đồng mạng xôn xao khi những hình ảnh cắt từ clip của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến netizen chú ý chính là nhan sắc đơ cứng khác lạ của nàng Bạch Thiển. Trong clip quảng cáo, nhan sắc của người đẹp tam sinh tam thế gượng gạo đến khó hiểu. Nhiều netizen nhận xét rằng đôi mắt của Dương Mịch trũng sâu, khuôn miệng kém tự nhiên, thậm chí còn bị gán danh bà lão móng mém. Trước đây, sống mũi của Dương Mịch vốn đã thẳng, vậy nhưng trong những khung hình này, phần mũi của người đẹp còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Ở góc chính diện, phần lỗ mũi của Dương Mịch lộ ra quá rõ ràng, phần cằm trở nên ngắn hơn, khuôn miệng móm mém. Trước đó, trong một show truyền hình, người đẹp tam sinh tam thế cũng bị các fan soi ra khoảnh khắc gương mặt lộ nhiều nếp nhăn quanh mắt, cho thấy làn da có sự xuống cấp ngỡ ngàng. Bước vào độ tuổi U35, Dương Mịch không giấu được dấu hiệu lão hóa. Dương Mịch là một trong những mỹ nhân có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường của làng giải trí hoa ngữ. Cô cũng chưa từng thừa nhận đã giao kéo, nhưng nhan sắc khi mới vào làng giải trí của cô đã chứng minh điều ngược lại. Trước đây Dương Mịch sở hữu gương mặt chữ điển góc cạnh, nhưng hiện giờ người đẹp lại có gương mặt vi lai thần thánh. Giải thích cho điều này, Dương Mịch cho biết mình chỉ nhổ răng khôn mà thôi. Ngoài ra, công nghệ trang điểm thần thánh hiện nay đã giúp nữ diễn viên xinh đẹp nổi bật hơn. Trước đây từng có lần nữ thần họ Dương bị người đẹp thị phi Trịnh Sảng đã xéo chuyện giao kéo khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, trong buổi livestream với một chuyên gia nha khoa của mình, Trịnh Sảng đã bất ngờ có những câu hỏi khá nhạy cảm. Cụ thể, cô đặt câu hỏi cho vị khách mời rằng khi nhổ bỏ răng khôn có thể khiến khuôn mặt thon gọn đi không? Nhưng vị chuyên gia kia khẳng định việc nhổ bỏ đi loại răng này hoàn toàn không có tác dụng bằng việc tiêm gọn mặt. Ngay lập tức, Trịnh Sảng đáp lời, vậy thì trước đó, sao có người lại nói rằng nhổ răng khôn thì mặt sẽ trở nên nhỏ hơn? Điều này khiến dân tình lập tức liên tưởng đến Dương Mịch, bởi trong giới giải trí, Dương Mịch là người duy nhất từng bảo việc nhổ răng khôn sẽ khiến gương mặt trở nên nhỏ nhắn, thanh tú hơn. Cụ thể, nữ diễn viên từng bày tỏ, năm 2007, tôi đóng một bộ phim. Khi đó, bản thân buộc phải nhổ 4 chiếc răng khôn. Nhổ răng xong, mặt gầy đi rất nhiều, toàn bộ gương mặt đều hóp lại. Không dừng lại ở đó, khi tham gia họp báo cho bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm năm 2014 cùng nhau, Trịnh Sảng đã thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ khi nhận câu hỏi từ phóng viên, khiến Dương Mịch đứng cạnh lúc đó giật mình đến ngẩn người. Lúc đó, cộng đồng mạng xứ này đã liên tục thắc mắc, phải chăng do không có can đảm thừa nhận như Trịnh Sảng, nên Dương Mịch lúc đó mới dựng chân đến thế. Sau chuỗi những sự việc này lại, càng có lý do để người hâm mộ tin rằng Dương Mịch chính là cái tên mà Trịnh Sảng đá xéo trong buổi livestream. Và phản ứng của công chúng vẫn y hệt mọi lần, khen ngợi sự dũng cảm và thẳng thắn của nàng diễn viên họ Trịnh, đồng thời chỉ trích vợ cũ Lưu Khải Uy cứ hèn nhát không dám thừa nhận đã động chạm giao kèo, quanh co chối bỏ chứ chả phải EQ cao gì đó như fan khen ngợi. Bên cạnh gương mặt thì body của Dương Mịch cũng bị tố là không thần thánh như ảnh chụp do studio của cô tung ra. Trong bức ảnh chụp trên phim Trường Định Luật Tình Yêu 80-20, Dương Mịch diện trang phục đơn giản gồm áo cổ vuông và sơ mi khoác ngoài, cô gây ấn tượng mạnh với vòng một khủng chiếm trọn sự chú ý. Tuy nhiên trong một khung hình khác, người đẹp lại lộ vòng ba có phần lép kẹp kém đầy đặn. Đây được cho là khuyết điểm ngoại hình được người đẹp cố ý giấu bấy lâu nay. Trước đây, người đẹp họ Dương từng bị tố sử dụng quần đội mông để vòng ba trở nên nở nang hơn trước. Trong những lần diện trang phục bó sát, Dương Mịch dễ dàng để lộ khuyết điểm này trước ống kính. Dương Mịch được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc lên xuống thất thường. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên lên hot search Weibo với tạo hình nữ sinh thời dân quốc khi ghi hình cho show truyền hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa thứ 3. Người đẹp họ Dương khoe vi, rùa hách tuổi thần sầu, xinh đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi khiến dân tình phát sốt.